Sách vàng đi mua đất ở quê. Chuyện là hôm nay, có cậu em trong xóm mới được con chim ăn khế xong trả cho một túi vàng nên nhờ tôi kiếm cho mình đất. Với yêu cầu là đất ở quê, được rồi đi thôi, ai sợ thì đi về. Mình vừa check được một khu ở vùng nông thôn rất đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng biển, nhưng không biết đất ở đây có xây nhà được hay không. Vậy muốn biết thì làm như thế nào, hãy làm theo mình. Đầu tiên, bạn copy dãy số tọa độ trên bản đồ. Sau đó, vào gulan.vn, ấn vào phần địa điểm, sau đó dán tọa độ đã copy vào. Xong rồi ấn vào tìm địa điểm. Miếng đất mình đánh dấu là miếng đất chưa có nhà ở, đã thế lại hai mặt tiền, ngon lành cành đào luôn. Các bạn ấn vào hình Compania, rồi bắt đầu vẽ vùng đất của mình. Chúng ta sẽ biết được diện tích của nó, rồi kéo cái thanh này xuống nha, zoom nhỏ lại chúng ta sẽ thấy loại đất. Kế tiếp ấn vào ký hiệu đất. Lướt xuống ta thấy, đây là đất ở tại nông thôn. Với cả đất không dính quy hoạch nào hết, có thể yên tâm xây nhà rồi. Báo thằng anh em cây khế lụm một cục vàng thôi mọi người. Mọi người muốn lụm vàng như mình thì vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.